tự tương mâu thuẫn hay lấy giáo đâm khiên là một câu thành ngữ xuất xứ từ thời Chiến Quốc ở Trung Quốc, bắt nguồn từ câu chuyện một vị thương nhân vì muốn bán được hàng nên đã rêu rao giữa chợ rằng cây giáo của mình là tốt nhất trên đời, có thể đâm thủng mọi tấm khiên. Đồng thời, gã cũng làm tương tự với tấm khiên, bảo rằng không gươm giáo nào xuyên qua nổi. Đám đông ở chợ nghe vậy thì cười nghiêng ngả. Có người hỏi rằng, nếu lấy hai cái thứ tốt nhất đó va chạm với nhau, thì kết quả sẽ ra làm sao? Thương gia nghĩ mãi mà chẳng trả lời được, nên xấu hổ quá mà phải cuốn gói đi nơi khác. Tính từ mâu thuẫn từ đó mà xuất hiện. Mâu thuẫn có thể hiểu là sự xung đột giữa các sự vật, hiện tượng hoặc giữa các mặt đối lập cùng tồn tại trong cùng một sự vật, hiện tượng. Còn theo quan điểm triết học duy vật biện chứng, mâu thuẫn không có mỗi sự đối nghịch mà còn có cả sự thống nhất. Một khi mâu thuẫn được giải quyết, sự vật, hiện tượng sẽ phát triển lên tầm cao mới. Bản chất của sự sống là thích nghi, mà để thích nghi thì phải cạnh tranh không ngừng, như giữa khiên và giáo, như giữa loài ăn thịt và loài bị ăn thịt. Nhưng bất kể kết quả ra sao thì sự sống vẫn chiến thắng. Vì lúc này giới tự nhiên đã bước lên nấc thang mới. Mỗi một vết tích tiến hóa không tự nhiên mà tồn tại, đằng sau chúng luôn ẩn chứa câu chuyện về quy luật sinh tồn khốc liệt. Ở kỷ Permi hay kỷ Nhị Điệp, tấm khiên vững chãi nhất thuộc về con bò sát ăn cỏ khổng lồ. Thật là khiên Scutosaurus, sự to lớn, chậm chạp nhưng chắc chắn và cục xúc của chúng đã được đề cập chi tiết trong video lần trước. Còn lần này, chúng tôi sẽ lý giải cho nguyên nhân vì sao tấm áo giáp nặng nề ấy buộc phải tồn tại. Chào mừng đến với tiêu điểm sinh vật Gorgonopsia, bạo chúa nanh kiếm. Bà chủ đầu tiên, Gorgonopsia là một họ động vật ăn thịt đã xác lập địa vị thống trị trên toàn bộ siêu lục địa Pangaea từ giữa kỷ Nhị Điệp cho đến khi biến mất trong sự kiện tuyệt chủng khủng khiếp đại diệt chủng The Great Dying xảy ra vào cuối kỷ này, tương ứng 265 cho đến 252 triệu năm trước. Loài này rất đa dạng về kích cỡ, từ nhỏ như con chó cho đến to như con cọp, nhưng xu hướng chung là càng về cuối kỷ Nhị Điệp thì càng to lớn hơn. Đại diện lớn nhất của dòng họ Inotransavia sinh sống ở miền Bắc Pangaea thuộc nước Nga ngày nay, ước tính có kích thước tương đương hổ Siberia hiện đại, với thân dài 3,5 m, riêng hộp sọ chiếm đến 0,6 m, cao từ 70 đến 80 cm và nặng khoảng 300 kg. Gorgonopsia sở hữu dáng đứng thẳng như ở các loài thú săn mồi hiện nay, cho thấy loài này có khả năng phi nước đại, có thể nhanh chóng áp sát con mồi trong thời gian ngắn ở khoảng cách tương đối xa, nằm ngoài phạm vi quan sát của kẻ xấu số. Hộp sọ của chúng có dạng như loài sói, dài và hẹp dần về phía mõm, với bộ hàm phát triển mạnh mẽ để có thể giữ chặt và xé toạc con mồi. Vũ khí gây sát thương nổi bật nhất là cặp răng nanh có thể dài đột biến đến 15 cm. Vì miệng của chúng có thể mở rộng tới hơn 90 độ, nên mức độ thương tích gây ra bằng cặp răng nanh dài sẽ được tối đa hóa. Cặp nanh này lộ hẳn ra ngoài, ngay cả khi khép chặt hai hàm. Đặc điểm này gọi là nanh kiếm, có thể xem là đặc trưng của cả chi Gorgonopsia. Do vậy, Gorgonopsia mới chính là những động vật ăn thịt nanh kiếm đầu tiên, chứ không phải loài mèo nanh kiếm Smilodon nổi tiếng mới chỉ tuyệt chủng vào 10.000 năm trước. Thợ săn kiên nhẫn. Dòng họ Gorgonopsia được phỏng đoán là loài đi săn theo lối rình mò và phục kích. Sau khi theo dõi con mồi đủ lâu, chúng sẽ lựa chọn thời cơ tốt nhất để lao ra tấn công trước khi bữa ăn kịp chống trả hoặc bỏ chạy. Lý do cho ý kiến này là vì kết cấu cơ hàm của chúng không đủ khỏe và cấu tạo đốt sống cổ bị hạn chế chuyển động theo phương ngửa hoặc cúi, khiến chúng khó lòng gây tổn thương đến xương của con mồi, cũng như ghìm chặt những kẻ đang ra sức giãy giụa. Khi săn tìm những con mồi to xác, ví dụ như Scutosaurus có thể nặng hơn 1 tấn, một con Gorgonopsia cân nặng nhiều nhất chỉ bằng 1/3 sẽ không ngu ngốc chảy cối giao chiến đến cùng. Thay vào đó, chúng sẽ lựa chọn sử dụng chiến thuật đánh và chạy. Theo đó, chúng sẽ gây ra một vết thương nặng, dù chưa khiến con mồi chết ngay, ví dụ đớp lấy một mảng thịt lớn, sau đó rời đi, nhưng vẫn bám sát con mồi ở khoảng cách nhất định. Khi con mồi kiệt sức do mất máu và mệt mỏi, nó sẽ thu thập toàn bộ chiến lợi phẩm. Một số giả thuyết cho rằng, Gorgonopsia có thể ăn xác thối trong tình trạng bất đắc dĩ.
Bởi lẽ cặp nanh dài bất thường của chúng rất dễ bị gãy khi va chạm với những loài có lớp da hoặc vảy cứng cáp. Nên nếu chẳng may bị gãy cả hai cái thì chỉ có cách đi ăn xác thối hoặc chịu khó săn những loài da mềm thịt mỏng, nhỏ con trong lúc chờ bộ nanh mọc lại. Gorgonopsia là thú hay bò sát? Câu trả lời là không phải cái nào hết. Vấn đề đau đầu này bắt nguồn từ việc động vật có xương sống sinh sống hoàn toàn trên cạn kỷ Permi được phân thành Synapsid và Sauropsid. Dựa theo hậu duệ còn sống của chúng, lần lượt là thú có vú và bò sát hiện đại. Giống như nhiều loài bốn chân nổi tiếng trong thời kỳ này, ví dụ như Dimetrodon, Gorgonopsia thường bị nhầm là bò sát hoặc có liên hệ gần gũi với khủng long, tức là thuộc nhánh Sauropsid bởi vì lý do ngoại hình. Đó là chưa kể đến, chúng còn sở hữu một số hình thái đặc trưng của bò sát như não sau phát triển hơn não trước, có tồn tại cơ quan gọi là mắt đỉnh hoặc con mắt thứ ba trên đỉnh đầu, bộ phận đặc hữu giúp bò sát tiết hormone, cảm thụ thời gian và nhiệt độ trong ngày. Yếu tố này gián tiếp cho thấy Gorgonopsia là động vật biến nhiệt, trong khi ngày nay, động vật có vú là động vật hằng nhiệt. Dẫu vậy, căn cứ vào việc Gorgonopsia chỉ có duy nhất một hốc thái dương trên hộp sọ, đồng thời có dáng đi thẳng, hồng thú, thay vì khuỳnh sang hai bên, hông thằn lằn, đều là những dấu hiệu nhận biết đặc trưng cho thú có vú ngày nay, bao gồm cả con người, nên chúng vẫn được xếp vào Synapsid. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với kết luận rằng Gorgonopsia là tổ tiên trực hệ của động vật có vú hiện đại, bởi lẽ giống loài này đã biến mất hoàn toàn trong vụ tuyệt chủng tồi tệ vào cuối kỷ Permi, đầu kỷ Trias. Mấy con Stegosaurus, múp rụp và nhiều loài to lớn cùng thời khác cũng chịu chung cảnh ngộ. Toàn bộ nhánh Synapsid nói chung chỉ còn đại diện đáng kể duy nhất là Cynodon may mắn sống sót và tiếp tục tiến hóa trong hàng trăm triệu năm tiếp theo để trở thành động vật có vú hoàn chỉnh. Sự thật thú vị về Gorgonopsia có thể các bạn chưa biết. Series phim tài liệu Working with Monster hay Dạo bước cùng quái vật là một chương trình thú vị của đài truyền hình BBC. Nó đã giới thiệu tới khán giả rất nhiều loài sinh vật tiền sử trước, trong và sau thời đại khủng long. Tuy nhiên, không phải mọi thông tin trong đó đều chính xác. Trong thước phim mô tả cảnh con Gorgonopsia lao đến xé toạc cổ họng con Scutosaurus xấu số như miếng rẻ rách, người ta đã gọi nó là Gorgonop, trong khi đúng ra đây phải là Inotransavia. Lý do là bởi ngày nay hóa thạch Inotransavia được tìm thấy ở Nga và Gorgonop thì ở châu Phi. Vào kỷ Permi, nước Nga thuộc miền Bắc của toàn lục địa Pangaea, còn châu Phi thuộc miền Nam. Trong khi đó, hóa thạch Scutosaurus chỉ có thể được tìm thấy ở Liên bang Nga. Do đó, loài Gorgonopsia đủ to lớn và mạnh mẽ duy nhất ở nơi này, đủ sức đi săn Scutosaurus, chỉ có thể là vị vua của phương Bắc Inotransavia. Chuyện bên lề về mối quan hệ giữa Scutosaurus và Gorgonopsia, hóa thạch của chúng đều được phát hiện trong một khoảng thời gian tại cùng một khu vực địa lý, bởi cùng một con người, ấy là nhà địa chất học kiêm nhà cổ sinh vật học người Nga Vladimir Amalitsky. Suốt cuộc đời hoạt động khoa học của mình, giáo sư Amalitsky đã khai quật được lượng hóa thạch hệ động vật trên cạn kỷ Permi đủ để lấp đầy hai toa xe lửa. Những đóng góp to lớn ấy đã khiến người đời sau vinh danh ông là cha đỡ đầu của ngành cổ sinh vật học kỷ Permi. Nhìn chung, việc khai quật thành công những quái vật cổ xưa như Scutosaurus và Gorgonopsia đã giúp cho nhân loại hé mở thêm phần nào về lịch sử sự sống. Tất cả không chỉ đơn thuần là khủng long hay con người và phần còn lại, mà còn bí ẩn và thú vị hơn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!